Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang ở phần cầu dẫn của dự án cầu Rạch Miễu 2 phía bờ Cồn Thới Sơn thuộc địa phận của tỉnh Tiền Giang. Hiện tại thì mình thấy là các đơn vị thi công đang tập trung máy móc thiết bị rất là nhiều, cũng như là hai trụ chính dây văng. Các anh đang thi công đốt thân trụ thứ 19. Còn phía bên dưới thì các đơn vị thi công cũng đã căng kéo cáp dưỡng lực dầm ngang xong rồi và cắt cáp bịch đầu neo cũng như là tiến hành bơm vữa xong rồi. Và hiện tại ngay cái phần đường dẫn phía bên Cồn Thới Sơn này, đơn vị Châu Thới 620 cũng tập kết dầm để mà chuẩn bị cho cái quá trình gác dầm những trụ tiếp theo. Ở đây thì mình thấy là các đơn vị thi công tập kết tới mấy chục cái phiến dầm này. Phiến dầm này thì nhỏ hơn cái phiến dầm lúc trước, thì gác ở trụ B31 32 dài tới 38,2 m và nặng gần 80 tấn. Còn dầm này thì nhỏ hơn ạ. Đây ạ, quý vị khán giả sẽ thấy nhìn rất là rõ. Rồi ở đây là sẽ có một cái cẩu rất là to này. Cẩu này hình như là 250 tấn hay là 350 tấn gì nè. Cẩu này cũng mình thấy là cũng bằng phía bên cái cẩu màu đỏ của đơn vị Trung Nam này. Cẩu này là cẩu 350 đây. Hôm nay ở trụ B20 phía bên Cồn Thới Sơn thì các đơn vị thi công đã hoàn thành đốt thứ 18 và đang làm thép đốt thứ 19 và đã lên xe leo được một bên rồi. Xe leo đi ngang nè quý vị khán giả, lên được một bên phía bên bên phải màn hình ạ. Còn phía bên dưới này dầm ngang đã căng kéo xong. Còn ở trụ B19 phía bên bờ Tiền Giang thì các đơn vị thi công cũng đã hoàn thành căng kéo rồi và đang tiến hành cắt cáp bịch đầu neo cũng như là sẽ tiến hành bơm vữa, thì có thể là trong ngày hôm nay thì sẽ hoàn thành luôn cái quá trình căng kéo cáp dầm ngang. Đây, tí nữa là quý vị khán giả sẽ thấy được các anh di chuyển cái dầm qua xà lan phía bên kia ha. Lại gần mới thấy những cái trụ này quá to luôn. Đây là trụ B21, 22, 23 nè, 24 là vô bờ nè. Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thì dự án cầu Rạch Miễu 2 này, phần cầu chính đang vượt tiến độ 2 tháng. Còn phần đường dẫn phía bên bờ của Bến Tre, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 100%. Còn đường dẫn phía bên bờ của Tiền Giang đã đạt gần 95% rồi. Hiện tại thì cũng còn vướng một số căn nhà, khoảng hơn 20 căn nhà chưa chịu bàn giao mặt bằng cũng như là chưa chịu nhận tiền đền bù giải tỏa ha. Nên là công tác giải phóng mặt bằng phía bên bờ Tiền Giang rất là chậm và ảnh hưởng đến tiến độ chung tổng thể của dự án cầu Rạch Miễu 2. Nếu trong tháng 4 này thì có thể là nếu mà không bàn giao kịp cho đơn vị thi công thì có thể là dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ không hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là 2 tháng 9 năm 2025. Ngay tại vị trí này thì lúc trước thì các anh di chuyển cái phiến dầm lên trên này nè, những cái trụ phía bên trong này nè, thì các anh di chuyển bằng cách là có một cái xe chuyên dụng đưa cái phiến dầm tới vị trí cần gác. To khủng khiếp. Gần đây thì cũng có một số anh chị khán giả cũng có hỏi mình là dự án cầu Rạch Miễu 2 này á là có phải thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông hay không? Thì xin trả lời các vị khán giả thì dự án cầu Rạch Miễu 2 không thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thì các phương tiện xe gắn máy sẽ được di chuyển trên cầu Rạch Miễu 2 này, giống như ở cầu Mỹ Thuận thì có thiết kế là 4 làn xe dành cho ô tô và 2 làn xe nhỏ dành cho xe gắn máy, giống như ở cầu Mỹ Thuận 1 đấy ạ. Thì ở hai làn trong thì khoảng 2 m thôi, còn ở làn ô tô thì sẽ rộng hơn. Và tổng bề rộng mặt cầu của dự án cầu Rạch Miễu 2 là 21 m. Chạy hỗn hợp để mà giảm tải cho cầu Rạch Miễu 1 cũng như là phà tạm đã quá tải rồi. Vào những giờ cao điểm thì bà con của mình đi lại rất là khó khăn ạ. Như là bây giờ các anh đã nghỉ trưa rồi, bây giờ tập kết phiến dầm nhưng mà chưa có cẩu lên. Thì bây giờ mình sẽ chạy xe thực tế từ cái vị trí của trụ chính này, trụ B20 này, chạy ngược vô Cồn Thới Sơn cho quý vị khán giả thấy được hiện trạng mới nhất hôm nay như thế nào nha. Quý vị khán giả cùng theo chúng mình nha. Chạy thực tế như vậy này mới thấy được quá trình thi công rất là gian nan. Và đây là trên công trường, máy móc thiết bị tập trung rất là nhiều. Những cái trụ này rất là to nha. Này là trụ B25 nè. Rồi, còn đây là B26 nha. Trụ này thi công xong rồi, bây giờ các đơn vị thi công đang tháo dỡ những cái vật tư thiết bị nè. Khi mình bay livecam á, quý vị khán giả sẽ thấy rất là nhỏ, nhưng mà khi mà tới nơi rồi thấy tận mắt chứng kiến thì những cái trụ này rất là to. Rồi B28 nè. B30 nè. Rồi hôm trước các đơn vị thi công tiến hành gác dầm ở trụ B31 và 32. Từ Tết đến giờ thì các đơn vị thi công đã gác được 21 tiếng dầm trên các trụ của phía Cồn Thới Sơn. Đây là mỗi nhịp như vậy là 7 dầm. Là mỗi dầm như vậy là dài 38,2 m và nặng gần 80 tấn. Khủng khiếp. Rồi, ở đây là trụ B33 đây. 33. Chỗ này thì sắp tới sẽ tiến hành gác dầm đây. Rồi, đây là 34, 35, 36. Thì trước đó thì các anh đã hoàn thành lâu rồi. Cũng như là phía bên trên mặt cầu á, thì các đơn vị thi công cũng đã tiến hành bơm bê tông và đang tiến hành các công việc tiếp theo phía bên trên. Wow, rất là hoành tráng nha. Trên toàn dự án cầu Rạch Miễu 2 thì ngay tại vị trí này là nơi đầu tiên phía bên còn là gác dầm, còn là phía bên từ Cồn Thới Sơn qua Bến Tre thì các đơn vị thi công cũng đã hợp long cái phần cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho rồi. Rồi tiếp theo ở đây là sẽ có một cái cây cầu vượt nữa. Đây là trụ B38, cầu vượt thì bắc qua trụ B39. Rồi dài qua bên của Bến Tre. Đây là nút giao phía bên Cồn Thới Sơn đây ạ. Sẽ có lối ra lối vào ở đây. Hiện tại thì máy móc thiết bị cũng tập trung ở đây rất là nhiều. Ở đây là cái hướng lối ra lối vào đây. Đó là những hình ảnh mới nhất của đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 phía Cồn Thới Sơn, cũng cập nhật cận cảnh cho cả nhà mình thấy được những cái tiến độ mới nhất như vậy ha. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình hôm nay. Chúc tất cả các cô chú anh chị, tất cả quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.